Thế Hùng và Khánh Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ năm ngày 3 tháng 8 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Như thường lệ, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sẽ được mở đầu với bản tin thời sự. Tiếp theo là bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Một điểm báo. Và điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức do biên tập viên Thế Hùng giới thiệu. Xin mời anh Thế Hùng. Cảm ơn Khánh Hằng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát, có giải pháp quyết liệt để triển khai hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, căn cứ báo cáo phân tích chỉ số 3 Index CBAT 3B BCI năm 2022, tổ chức rà soát, phân tích, đánh giá, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao để có giải pháp cải thiện các chỉ số trong thời gian tới. Chủ động đề xuất những chỉ tiêu cắt giảm cụ thể đối với các thủ tục hành chính, bảo đảm khả thi, hiệu quả, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thường xuyên tổ chức giám sát thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, kiên quyết xử lý nghiêm và công bố công khai thông tin về cán bộ công chức viên chức của cơ quan đơn vị địa phương để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà. Triển khai các mục tiêu xây dựng chính quyền số, đến nay, tỉnh Ninh Thuận đã tích hợp và đồng bộ trạng thái hồ sơ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia 1.089 trên 1.122 dịch vụ công trực tuyến, đạt 97,06%. Tỷ lệ trao đổi xử lý văn bản trên môi trường mạng đạt 95% đối với cấp tỉnh và hơn 80% đối với cấp huyện. Thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục nâng cấp hoàn chỉnh hạ tầng dùng chung, hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin, đảm bảo hạ tầng nền tảng phát triển dịch vụ đô thị thông minh và nền tảng IoT, tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ dùng chung của tỉnh, triển khai ứng dụng nền tảng phân tích xử lý, chuẩn hóa dữ liệu về phát triển kinh tế, xã hội từ các nguồn khác nhau, từ đó tạo ra thông tin mới, dịch vụ dữ liệu mới phục vụ chính phủ số, hướng tới hình thành kho dữ liệu dùng chung cấp bộ ngành địa phương, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển dữ liệu số, phát triển các ứng dụng dịch vụ, đảm bảo an toàn thông tin. Phấn đấu đến cuối năm 2023, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 75%, phấn đấu 90% người dân doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của cơ quan nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ về chủ động tham gia chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian gần đây, hoạt động chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt của ngành ngân hàng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích kép cho cả tổ chức tín dụng và khách hàng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến cuối tháng 6 năm 2023, số lượng ATM trên toàn tỉnh đạt 320 mấy, tổng số thẻ phát hành đạt trên 1.560.000 thẻ, so với cùng kỳ năm trước tăng 30,1%. Số lượng POS đạt 3.676 mấy, tăng 12,48% so với cùng kỳ năm trước. Thanh toán không dùng tiền mặt tăng 215,8% về số lượng và tăng 37,6% về giá trị. Sau hơn một tháng đưa vào vận hành, đến nay, sàn thương mại điện tử Ninh Thuận tại địa chỉ sản phẩm ninh thuận.vn đã có 62 đơn vị tham gia với 257 sản phẩm, trong đó có 123 sản phẩm OCOP. Theo thống kê trực tiếp trên sàn, có 200 tài khoản tham gia sàn với hơn 118 đơn đặt hàng đã góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm của cơ sở doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến với người tiêu dùng trong nước. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn thương mại điện tử, Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục rà soát hoàn thiện các tính năng đăng ký bảo mật, cải thiện tốc độ truy cập, tích hợp đăng ký tài khoản, thông qua số điện thoại, tích hợp dịch vụ vận chuyển, dịch vụ thanh toán online của sàn thương mại điện tử, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá trên mạng xã hội Facebook, YouTube, Zalo, theo chủ đề từng tháng sự kiện để tăng lượng tiếp cận, mở rộng đối tượng người tiêu dùng và người bán. Tiếp tục vận động cơ sở doanh nghiệp tham gia gian hàng trên sàn thương mại điện tử, đồng thời tích cực theo dõi, tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến giao dịch trên sàn thương mại điện tử.
Đến nay, toàn tỉnh Ninh Thuận đã thu hút được 56 dự án năng lượng tái tạo đưa vào vận hành với tổng công suất 3.670 MW, dự kiến sản lượng điện phát lên lưới điện quốc gia trên 7,248 tỷ kWh, tăng 56% so với năm 2020, giải quyết việc làm khoảng 4.150 lao động, năng suất lao động đạt 139,7 triệu trên một lao động. Tỉnh Ninh Thuận đặt ra mục tiêu đến năm 2025, năng lượng tái tạo đạt công suất tích lũy 6.500 MW, sản lượng điện sản xuất đạt gần 11,2 tỷ kWh, trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Để đạt mục tiêu đề ra, thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư, khởi công dự án tổ hợp điện khí LNG Cà Ná giai đoạn 1, 1.500 MW, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển trung tâm thương mại huyện Thuận Nam, trung tâm logistics Cà Ná, tổng kho xăng dầu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết 55 ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị, triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách liên quan để đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tiếp tục kêu gọi đầu tư hạ tầng, nâng tỷ lệ lấp đầy các khu cụm công nghiệp, đồng thời tiếp tục tham mưu xử lý tháo gỡ vướng mắc về các công trình hạ tầng lưới điện 500 kV, 220 kV và đường dây 110 kV trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định du lịch biển đảo chiếm vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế, thời gian qua, Quảng Trị đã và đang tập trung kêu gọi thu hút các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất phục vụ du lịch, qua đó từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo sức hút với du khách. Quảng Trị là tỉnh có bờ biển dài 75 km và dọc theo bờ biển còn có nhiều bãi biển đẹp như Cửa Tùng, Cửa Việt, Do Hải, Mỹ Thủy và có đảo Cùng Cỏ nằm cách đất liền 18 hải lý, đã trở thành các điểm du lịch biển đảo thu hút khách du lịch. Bên cạnh việc thực hiện công tác quy hoạch các khu điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh, thời gian qua Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh cũng đã tập trung triển khai các hoạt động quảng bá xúc tiến, thu hút, hỗ trợ nhà đầu tư du lịch, nhất là các nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án du lịch. Chúng tôi cũng đã kiến nghị ban tỉnh đẩy mạnh công tác rà soát công tác quy hoạch du lịch Cửa Việt, Cửa Tùng để nhằm tạo cái cơ sở và tạo cái đà để thu hút tiếp tục thu hút các cái nhà đầu tư đến Quảng Trị để nhằm cái cải thiện cái cơ sở hạ tầng, và chúng tôi cho rằng cái việc cải thiện cơ sở hạ tầng là một trong những cái điều kiện rất là quan trọng và tiên quyết để thúc đẩy cái ngành du lịch phát triển. Tỉnh Quảng Trị đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, tạo bước đột phá phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Trong đó, đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch là nội dung quan trọng để góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách, nâng thu nhập cho người dân thông qua các hoạt động du lịch, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với quyết tâm nâng cao giá trị sử dụng đất, ứng phó với biến đổi khí hậu, nông dân Ninh Thuận đang tích cực chuyển đổi diện tích đất lúa sản xuất kém hiệu quả, đất vườn tạp sang trồng các loại cây trồng cạn, cây ăn quả kết hợp ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn với liên kết trong sản xuất để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung cho giá trị kinh tế cao. Tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ chuyển đổi khoảng 3.200 hectare diện tích cây trồng, trong đó có 1.525 hectare từ đất lúa sản xuất kém hiệu quả, còn lại là các loại đất khác. Để nâng cao hiệu quả chuyển đổi cây trồng, thời gian tới Ninh Thuận sẽ tăng cường mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật, tổ chức hội nghị đầu bờ, hội thảo hướng dẫn sản xuất. Đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh phát triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa các hộ dân, trang trại, hợp tác xã với các doanh nghiệp hệ thống siêu thị, kết hợp phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, huy động nguồn lực từ các chương trình dự án hỗ trợ nông dân tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng kết cấu hạ tầng, thương hiệu nông sản chủ lực, gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với chế biến sâu, tạo sản phẩm hàng hóa phong phú để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông sản địa phương. Bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch số 3091 về việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh năm 2023. Theo đó, phạm vi triển khai trên toàn tỉnh theo hình thức lồng ghép tiêm vaccine COVID-19 với hoạt động tiêm chủng thường xuyên hàng tháng. Loại vaccine được tiêm là vaccine đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng, có chỉ định tiêm theo lứa tuổi.
Đối tượng tiêm chủng là người từ 18 tuổi trở lên, người thuộc đối tượng chưa tiêm các mũi nhắc lại, người từ 17 lên 18 tuổi đến lịch tiêm trong năm 2023, người từ 12 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm đủ 3 mũi, người từ 11 lên 12 tuổi đến lịch tiêm trong năm 2023, người từ 5 đến dưới 12 tuổi, người có nhu cầu tiêm mũi cơ bản. Tổng nhu cầu vaccine 6 tháng cuối năm 2023 dự kiến là 18.127 liều, trong đó nhóm người từ 18 tuổi trở lên dự kiến là 5.718 liều, nhóm người từ 12 đến dưới 18 tuổi dự kiến 4.825 liều, nhóm người từ 5 đến dưới 12 tuổi dự kiến 7.584 liều. Hiện nay, toàn ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông thiếu 606 giáo viên và 421 nhân viên, trong đó thiếu nhiều nhất là bậc tiểu học với 349 giáo viên, bậc mầm non 251 giáo viên, trung học cơ sở 232 giáo viên và cấp trung học phổ thông thiếu 195 giáo viên. Nguyên nhân là do những năm gần đây số học sinh sơ lớp tăng cao. Khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, ở cấp tiểu học, lớp 3 đã bắt buộc học môn tiếng Anh, tin học. Ở cấp trung học phổ thông, bổ sung môn âm nhạc, mỹ thuật, do đó yêu cầu phải có giáo viên dạy các môn học này. Trong khi đó, thực hiện lộ trình tinh giản biên chế từ năm 2015 đến năm 2021, ngành giáo dục phải thực hiện cắt giảm cơ học 10% biên chế, dẫn đến càng thiếu biên chế giáo viên. Trước thực trạng trên, Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị không cắt giảm số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trong năm 2023 và các năm tiếp theo, bổ sung số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, công lập. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trũng thấp của tỉnh Đắk Lắk. Hiện các địa phương đang chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó với mưa lũ. Trong những ngày qua, nước sông Cờ Rông Anna tiếp tục dâng cao và tràn bờ một số đoạn, gây ngập lụt gần 2.000 hecta lúa đang giai đoạn làm đồng, trổ bồng tại hai huyện Lắk và Cờ Rông Anna. Theo thống kê nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 17 giờ chiều ngày 1 tháng 8, trên địa bàn tỉnh có một ngôi nhà bị sập, 128 ngôi nhà và trên 5.000 hecta cây trồng bị ngập. Một số công trình giao thông thủy lợi bị hư hỏng. Trên cơ sở phương án ứng phó thiên tai của tỉnh thì các địa phương đã xây dựng phương án ứng phó thiên tai từng địa phương và cũng đã chủ động hỗ trợ bà con ngập lụt, và trong đó thì những cái vùng ngập lụt mà ở trong đê bao thì có thể là chủ động bơm nước ra sông để mà giảm thiểu thiệt hại diện tích ngập lụt. Những cái vùng trũng mà lúa đã gần thu hoạch hoặc là đã chuẩn bị thu hoạch thì nhắc nhở bà con và hỗ trợ bà con là theo phương án là xanh nhà hơn già đồng. Như hôm nay đây chẳng hạn, như cái diện tích gần 2 hecta của bà con đây cũng chủ động gặt sớm để mà giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Dự báo những ngày tới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa trên diện rộng, cảnh báo lũ trên các sông, ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, nguy cơ xảy ra sạt lở đất các khu vực ven sông suối. Người dân cần hết sức cẩn thận khi lưu thông qua các ngầm, tràn trên các sông suối nhỏ và nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất. Vừa rồi là bản tin Ninh Thuận ngày mới, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc sét. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Mời Khánh Hằng. Cảm ơn anh Thế Hùng. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Bản tin sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hoàn thành chương trình trồng rừng thay thế dự án hồ chứa nước sông Than. Bảo vệ môi trường để phát triển du lịch bền vững. Hệ thống quan trắc tự động giám sát doanh nghiệp tuân thủ quy định bảo vệ môi trường. Bây giờ là nội dung chi tiết. Năm 2019, Ban Quản lý rừng Liên Hồ Sông Sắt Sông Trâu được chỉ định tham gia chương trình trồng rừng thay thế cho dự án hồ chứa nước sông Than với diện tích 532 ha. Khu vực trồng tập trung chủ yếu trên các đỉnh núi cao thuộc hai xã Phước Thành và Phước Trung, huyện Bắc Ái.
Để triển khai dự án, Ban Quản lý rừng Liên Hồ Song Sắt Sông Trâu đã khảo sát và lựa chọn cây thông ba lá là loài đặc chủng phân bố rộng ở khu vực trồng rừng. Đến nay, Ban Quản lý rừng Liên Hồ Song Sắt Sông Trâu đã hoàn thành trồng 532 hectare rừng thông ba lá. Hiện nay, diện tích rừng trồng phát triển tốt đạt trên 94%. Diện tích rừng trồng năm 2019 đã khép tán và có 61 hectare rừng được nghiệm thu chuyển thành rừng tự nhiên. Với lợi thế về tài nguyên du lịch phong phú, nền văn hóa đặc sắc, Ninh Thuận đang định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Để ngành du lịch phát triển bền vững, công tác bảo vệ môi trường được các địa phương chú trọng. Các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền, vận động các khách sạn, khu nghỉ dưỡng không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần thu gom rác, xử lý nước thải đúng quy định. Hưởng ứng các chương trình dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải dọc các bãi biển, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân viên, người dân và du khách về xây dựng điểm đến thân thiện với môi trường, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Ninh Thuận đang trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp sản xuất, thực hiện chủ trương phát triển nhanh và bền vững nhưng không đánh đổi môi trường. Vì vậy, công tác quản lý nhà nước về môi trường trong hoạt động sản xuất được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Với việc bắt buộc các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm cao phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động đã giúp công tác giám sát xử lý chất thải tại các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm cao được quản lý chặt chẽ, qua đó hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững. Nhà máy bia Sài Gòn Ninh Thuận có công suất thiết kế 50 triệu lít trên một năm, lượng nước thải bình quân mỗi ngày hơn 400 mét khối. Nước thải từ quá trình sản xuất bia có lõng các chất hữu cơ có mức độ ô nhiễm cao, nên doanh nghiệp bắt buộc phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động. Trạm quan trắc môi trường tự động được đặt ngay hồ chứa nước thải và các cảm biến sẽ tự động lấy mẫu phân tích các chỉ số về chất thải rắn, hàm lượng ammoniac, độ pH, nhiệt độ, v.v. Các chỉ số này sẽ được truyền về máy chủ đặt ở chi cục bảo vệ môi trường với tần suất 5 phút trên một lần và toàn bộ quy trình đều được giám sát 2 lần thông qua hệ thống camera. Cái trạm này sẽ hoạt động tự động 24/7. Và toàn bộ những cái thiết bị quan trọng ở đây, từ data logger, tủ lấy mẫu đều được Sở Tài nguyên Môi trường dán niêm phong. Và nhân viên tại nhà máy chỉ là vận hành, kiểm tra thông số và vệ sinh cảm biến thôi. Cái này thì hoàn toàn nhà máy không can thiệp được. Hệ thống quan trắc môi trường hoạt động hoàn toàn tự động, nên con người không thể can thiệp làm thay đổi các chỉ số. Trạm quan trắc nước thải lấy mẫu, phân tích các chỉ số nhanh chóng, chính xác. Do đó, các doanh nghiệp phải tuân thủ chặt chẽ việc xử lý nguồn thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường. Khi mà truyền về sở thì sở sẽ giám sát được chất lượng nước đầu ra của mình và mình cũng biết được cái chất lượng của trạm xử lý sau khi xử lý nó đạt trong cái tiêu chuẩn cho phép theo quy chuẩn 40 cục A. Thì khi mà lỡ nếu mà vấn đề mà nó có sự cố gì mình cũng sẽ nắm bắt được nhanh hơn và mình xử lý kịp thời hơn khi mà không có cái trạm quan trắc này. Hiện nay, toàn tỉnh có 5 công ty có lượng nước thải hơn 500 mét khối trên một ngày và lượng khí thải, tro bụi lớn, bắt buộc phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động. Các thông số sẽ được cập nhật về chi cục bảo vệ môi trường. Nếu việc xử lý nguồn thải không đạt chuẩn, hệ thống ngay lập tức báo động. Khi nó chuyển sang màu vàng, tức là nó đã tới ngưỡng cảnh báo, tức là cái vấn đề xử lý của chúng ta là chưa đạt. Và khi nó chuyển sang màu đỏ hẳn, tức là những cái chỉ số này nó vượt ngưỡng cho phép. Việc lắp đặt trạm quan trắc tự động giúp cho cơ quan quản lý nhà nước tiết kiệm thời gian, chi phí giám sát và buộc các doanh nghiệp tuân thủ quy định bảo vệ môi trường. Và nếu không có cái hệ thống này thì chúng ta chủ yếu là thông qua các cái quan trắc kiểm tra. Đối với cơ quan quản lý nhà nước là phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, lấy mẫu phân tích. Đấy, vì cái này nó sẽ kéo dài mất là nhiều thời gian và chúng ta cũng không thể nào đi liên tục. Theo quy định, hiện nay các cơ sở sản xuất thuộc nhóm nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường, các khu công nghiệp trước khi đưa vào hoạt động đều bắt buộc phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động. Các trạm quan trắc tự động là công cụ hữu hiệu giúp cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp giám sát hoạt động xử lý chất thải, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường và ổn định sản xuất. Vừa rồi là bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay, biên tập viên Thế Hùng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời anh. Cảm ơn Khánh Hằng. Sau đây là chuyên mục điểm báo. Theo chia sẻ của đại diện một chuỗi siêu thị bán lẻ lớn tại Việt Nam, có khoảng 31% khách hàng sẵn sàng trả mức chi phí cao hơn để mua được sản phẩm có bao bì thân thiện môi trường.
Nhưng đại diện một tập đoàn sữa lại chia sẻ khó khăn nhất của doanh nghiệp là chi phí để sản xuất sản phẩm xanh lại thường cao hơn khoảng 50% so với sản phẩm thông thường. Được phân tích trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Nghiên cứu cũng cho biết thêm 38% người tiêu dùng đánh giá cao các sáng kiến và hành động thiết thực của doanh nghiệp về việc cải thiện môi trường, kỳ vọng vào sự thành công của xu thế này. Phân tích vấn đề này, các chuyên gia nhận định nếu có lực lượng đông đảo người tiêu dùng ủng hộ sản phẩm xanh, sẵn sàng chấp nhận mức chi phí cao hơn thông thường thì sản xuất xanh và tiêu dùng xanh mới phát triển được. Điều quan trọng là cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về sản phẩm xanh và cuộc tích cực bền bỉ hơn để ngày càng nhiều người tiêu dùng ủng hộ, tránh tình trạng như phong trào vận động nói không với túi ni lông, rác thải nhựa một thời rầm rộ xong lại trầm lắng. Doanh nghiệp và nhà vườn mong trái dừa tươi sớm xuất khẩu sang Trung Quốc là nhan đề bài viết trên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bài báo cho hay, trước thông tin giữa tháng 8, Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ kiểm tra thực địa về dừa tươi Việt Nam để xem xét cho phép xuất khẩu chính ngạch sang nước này. Cả doanh nghiệp và nhà vườn tỉnh Bến Tre và Tiền Giang rất phấn khởi, tin rằng đầu ra và giá dừa sẽ triển vọng hơn. Nhà vườn đang tích cực chăm sóc vườn dừa đạt năng suất và chất lượng cao. Các chuyên gia cũng đưa ra nhận định, bởi lẽ doanh nghiệp và nhà vườn mong trái dừa tươi sớm xuất khẩu sang Trung Quốc vì Trung Quốc là thị trường dễ tính, chi phí đóng gói không cao như thị trường các nước khác. Bên cạnh đó, trái dừa dễ làm mã số vùng trồng hơn các loại trái cây khác và nguồn cung luôn có sẵn, không cần phải sản xuất lại. Cục Hàng không vừa yêu cầu các cơ quan đơn vị chính thức triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 2 với hành khách đi máy bay trên các chuyến bay nội địa từ ngày 2 tháng 8, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Bài viết trên báo Tuổi Trẻ cũng thông tin thêm, Cục Hàng không hướng dẫn đối với công dân Việt Nam. VNEID có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân. Đối với người nước ngoài, VNEID có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Về lâu dài, Cục Hàng không đề nghị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam mua sắm thiết bị kiểm tra tài khoản VNEID thật giả, kết hợp đầu tư hệ thống xác thực sinh trắc học phù hợp tiêu chuẩn và hướng dẫn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình, thủ tục cấp phép thiết bị xác thực sinh trắc học kết hợp xác thực căn cước công dân VNEID, hệ thống định danh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm báo sáng nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với mục điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận và chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Khánh Hằng. Mời Khánh Hằng. Cảm ơn anh Thế Hùng. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo chân biên tập viên Lan Vi trải nghiệm vườn nho Ba Mọi ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận nha. Ba Mọi. Dạ, ok. Chào quý vị và các bạn đến với một điểm đến Ninh Thuận. Hiện tại Lan Vy đang có mặt tại vườn nho Ba Mọi, bên cạnh những địa điểm du lịch như vườn quốc gia núi Chú Vịnh Vĩnh Hy hay vườn trái cây Lâm Sơn, thì vườn nho là địa điểm mà du khách rất thích được check in ở nơi đây. Và ở đây có gì thú vị, chúng ta cùng khám phá nhé. Vườn nho Ba Mọi tọa lạc ở thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cách trung tâm Phan Rang tầm 7 km. Đây được xem là một trong những khu du lịch sinh thái nổi tiếng và cũng là một trong những vườn nho đầu tiên trong cụm làng nghề trồng nho tại vùng đất Ninh Thuận. Rời xa nhịp sống vội vã đến với vườn nho Ba Mọi, bạn có thể thỏa thích tận hưởng không khí trong lành ngay từ khi bước chân vào bên trong vườn. Bạn cảm thấy rất dễ chịu trước hương thơm của những quả nho chín mọng, những chùm nho xanh mọng nước lủng lẳng trên đầu. Ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống đẹp vô cùng. Điều đặc biệt ở đây, khi đứng bất cứ ngóc ngách nào trong vườn thì bạn sẽ tạo được cho mình một album ảnh để đời. Hãy cùng bạn bè tạo những kiểu ảnh lạ và độc đáo khi đến thăm vườn nhé. Mọi người hay gọi chủ vườn nho ở đây với cái tên thân mật gần gũi với hai từ là bác Ba. Bác Ba tên đầy đủ là Nguyễn Văn Mọi và kế bên cạnh vì đây chính là bác Ba, chủ vườn nho Ba Mọi. Dạ, xin chào bác. Theo Lan Vy được biết là vườn nho ở đây đã có từ rất là lâu đời. Vậy bác Ba có thể cho Lan Vy và mọi người đều biết là vườn nho có từ khi nào và ý tưởng hình thành cái du lịch sinh thái này không ạ?
Chúng tôi bắt đầu canh tác nho từ năm 1980 và đến năm 1987 là bắt đầu theo hướng nho an toàn. Đến năm 2005 là bắt đầu là thực hiện theo hướng Việt Gáp. Và khi mà chúng tôi đã thực hiện theo hướng Việt Gáp rồi thì chúng tôi bắt đầu chuyển sang cái hướng là du lịch, quảng bá cái trái nho của Ninh Thuận cho khắp cả nước, cho người tiêu dùng được biết. Ngoài ra đó cũng là một cái cách để mà bà con ta, người ta có điều kiện để tiêu thụ cái sản phẩm nho của chúng tôi. Dạ, vậy bác Ba có thể cho biết là vườn của mình rộng bao nhiêu hecta và trồng được bao nhiêu loại nho không ạ? Ở đây thì chúng tôi có tổng cộng là 2 hecta và hiện nay thì chúng tôi có trồng được 7 loại giống, trong đó có 5 giống để ăn tươi và 2 giống để làm rượu vang. Ngoài nho ra thì Lan Vy thấy mình có là mứt nho và rượu nho, thì bác Ba có thể giới thiệu thêm về sản phẩm này không ạ? Ngoài cái nho ăn tươi ra, thực tế ra nho thì ở đây từ nho ra thì chúng tôi có nước ép nho lên men, rồi rượu nho và nho khô, và đặc biệt là có nho rendi, tức là nho có liều lượng độ cồn cao. Cảm ơn bác Ba về những chia sẻ vừa rồi. Công ty sản xuất thương mại dịch vụ Quá Mọi. Dạ, ok. Một điều rất được du khách yêu thích khi tham quan vườn nho Ba Mọi là được thưởng thức nho, mứt nho, siro, rượu nho hoàn toàn miễn phí. Bạn sẽ cùng ăn nho với bạn bè hay trò chuyện cùng bác Ba Mọi để hiểu biết thêm về các loại nho ở vườn. Ngoài ra, bạn còn được bác Ba chia sẻ cách phân biệt nho Ninh Thuận và các loại nho nhập khẩu trên thị trường hiện nay. Sau khi tham quan vườn nho tự do chợ Bảnh thưởng thức nho thì bạn có thể mua nho Ninh Thuận về làm quà nữa đấy nhé. Cảm giác mua trái cây ngay tại vườn vừa tươi ngon, giá thành rẻ, rất ưng bụng phải không nào? Các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết tỉnh Ninh Thuận, thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.